có nhiều người á làm cá thì người ta hay vẽ thêm con mắt ở đây nè, chỉ cần vẽ một cái vòng đây xong mà chấm tròn 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 đây xíu thôi, bên đây cũng vậy. Nhưng mà mình thì mình thích nó tự nhiên, mình không có vẽ. Và con cá này khi mà đi làm mà sự kiện làm số lượng nhiều tặng cho khách á, thì mình hay dùng kim bấm mình bấm để giữ cái cánh này, tại vì khi đồ nó khô lại á, nó sẽ bị rút. Và nếu mà mình không cố định nó thì nó bị rút không đều á, nó không đẹp. Con cá mình bấm giữ này lại thì mình dùng lâu nó vẫn giữ hình dạng như vậy của con cá mà. Cái đuôi á mình cũng vừa bấm này, nhưng mà mình bấm mình lật cái lá bên ngoài lại và mình che lại để nó giữ được cái độ tự nhiên nhiều hơn. Thì mình dùng lại cái phần gân to thôi, gân nhuyễn mình không dùng. Sau khi gập xong thì cái gân to mình để qua một bên. Rồi các bạn tách lá ra, vuốt lá, vuốt khéo nha, vuốt không mạnh tay quá, tay nó cứng vào cái phần gân lá nó cũng tét, cũng chảy máu. Sao để bên dưới nha. Bây giờ mình bắt lên, bắt giống như chống chống vậy đó. Cơ bản là xong á. Và bây giờ muốn có một cái hình phồng đẹp như thế này, các bạn phải rút sát. Hình phồng đẹp như thế này, tròn đẹp như thế này, các bạn phải rút sát 4 quay. Nhớ là rút sát nha. Rút không kỹ là nhìn nó không đẹp. Bước này cũng hơi tốn thời gian. Nhưng mà với những cái lá mà lá dày đẹp á, làm nhanh lắm, rút mấy cái bước này nhanh lắm. Nó dày, nó cứng lá, nó ôm cái phơm đẹp. Này là tương đối rồi nè, nhưng mà chỗ này hơi lỏng nên mình cần phải nới lại, còn phải siết lại.
bạn muốn dùng kim bấm thì các bạn bấm ngay lúc này. Bấm đủ 4 vây để nó chặt, nó định hình con cá luôn. Mình thì khi mà đi làm, đi biểu diễn thì mình mới dùng kim bấm. Chứ không mình vẫn thích làm như vậy nhìn nó tự nhiên hơn. Rồi bây giờ các bạn dùng kéo nha. Đây là 4 cái vây của con cá nè, mình sẽ cắt. Cắt độ dài tùy thích thôi. Nó không có khuôn khổ đâu. Này nhìn nó giống như là con cá thần tiên trong hồi các bạn học môn mỹ thuật hay môn kỹ thuật gì đấy, gấp thủ công á. Mình cắt quen rồi nên mình nhắm, còn các bạn mới cắt thì các bạn đo lại nha, đo cho nó đều vây, đều hai vây này với nhau, hai vây kia với nhau. Có người thích cắt ngắn như thế này nè, nhìn nó cũng ra một con cá rất là đẹp. Rồi bây giờ mình làm cái đuôi nha. Cái đuôi thì mình vẫn tận dụng hai cái sợi dài mình vừa cắt ra. Mình thích làm con cá bốn đuôi nên mình dùng hai cái dây, hai cái lá này áp lại. Nhưng mà mình để so le một chút để có một cái vây ngắn, một cái vây dài. Để so le một chút. Rồi các bạn cắt một đường xéo giống như trên luôn. Rồi bây giờ so lại bằng nhau. Đẩy lại cho nó cái cọng này nằm giữa chút. Rồi để nó xéo xéo lại bơm chút. Rồi bẻ lên. Rồi cắt phát hai đầu hình chữ T. Giữ đó ha. Rồi ở đây mình cũng cắt hai cái khe để nhét cái đuôi vào. Cơ bản là xong, bây giờ mình dùng kim bấm bấm lại. Các bạn để như vậy bấm cũng được nhưng mà nó lộ kim ra. Các bạn thấy là ở đây nó có hai lớp lá này, tách một lớp. Tách một lớp ra ngoài. Bên kia cũng vậy, tách một lớp ra ngoài, bấm lớp trong thôi. Ngoài vẫn không thấy kim bấm nha. Rồi bây giờ mình gắn cây để cầm con cá và con cho con nít nó chơi nó cũng tiện. Ở dưới đây quấn thành một cái vòng tròn to nha, nhỏ quá là rút nó chơi còn lấy nó giãn nên nó tuột luôn. Đây là cắt một đầu nhọn để dễ xuyên hơn. Đây là cái phần vây dưới, vây to nè, đây vây nhỏ nè. Cắt lại cho nó an toàn. Nhiều lần là sẽ nhớ nha. Rồi còn nhiều sản phẩm khác.